Thưa quý vị, để kịp thời hỗ trợ chia sẻ khó khăn với các địa phương đang bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra, Ban dân vận thành ủy Cần Thơ cũng vừa ban hành công văn số 995 về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân dùng bị ảnh hưởng do bão. Ban dân vận thành ủy Cần Thơ đề nghị lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội thành phố, các hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố Cần Thơ tích cực kêu gọi trong đoàn viên hội viên của tổ chức đơn vị mình thực hiện các hoạt động hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm, các dịch dụng cần thiết đến người dân dùng bão lũ. Liên hệ chặt chẽ với các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ để nắm bắt nhu cầu thực phẩm thuận tiện trong sử dụng và nhu yếu phẩm cần thiết để vận động hỗ trợ, đảm bảo vận chuyển các sản phẩm đến các địa phương nhanh chóng an toàn. Ban dân vận thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các đơn vị tổ chức kịp thời động viên khen thưởng tôn vinh những tập thể cá nhân có những hành động nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động hỗ trợ đối với địa phương người dân dùng bị ảnh hưởng do bão lũ. Và trong chiều nay 14 tháng 9, tại điểm tiếp nhận tiền hàng hóa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra ở các địa phương phía Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân đã tiếp đại diện tập thể cá nhân đến trao tiền hàng hóa. Tại buổi tiếp đại diện liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, hội sân khấu thành phố Cần Thơ trao tặng 14 triệu đồng. Đại diện gia đình bác sĩ công tác ở bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trao 7 thùng thuốc tây trị giá gần 30 triệu đồng. Đây là những loại thuốc thiết yếu thông thường, tuy đơn giản nhưng lại rất cần thiết vào những thời điểm bão lũ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Nguyễn Trung Nhân, cảm ơn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, hội sân khấu thành phố Cần Thơ cũng như cá nhân và gia đình bác sĩ đã chia sẻ khó khăn với bà con bị thiệt hại do bão lũ gây ra ở các tỉnh phía Bắc và hứa sẽ chuyển đến bà con đầy đủ và sớm nhất có thể.